Chuẩn bị đồ cúng. Ê mày, hình như ông này diễn viên vậy hài, đóng hài gì mà môi chè chè á. Đúng không? Hello, quên. Nhìn anh là biết diễn viên nổi tiếng rồi đó. Đây đồ cúng quá trời. Làm hai mâm đúng không? Một bên liệt sĩ, một bên ấy đúng không? Trắng luôn. Đấy cái chùm chìa khóa đâu thì trắng. Cái đó của anh ta. Vâng, người ta không có mua cho phố rồi, có được vào đâu. Để xài. Chắc phải để cái tí cho nó. Mạnh quá anh ơi. Chưa có tập chìa khóa đâu. Có. Ở nhà. Được không? Được không? Tươi không? Tươi tươi. Mạnh quá bạn ơi. Chính ra. Cái thằng này. Bị soi rồi, không biết à? Mở mở, mi bỏ đó. Mở ra. Bác phụ con. Bây giờ con bỏ mỗi bên. Cái đồ ăn để qua bên. Đúng rồi, chia đều. Cái tiền nào cũng một cái này bắt 200 ngàn. Tiền nào cũng có luôn à. Người nào kia đi. Mày bên đây. Mày kia bên bà đi. Chia ra đi. Tôi màu xanh bên đây sắt đi mày. Trời ơi bộ lỏ của ông rồi chia một màu ra. Đây nè. Mình chia đi, khoan chia ra. Mỗi bên sắt. Lột hết ra thì ôn mày đừng quay nữa đi ôn. Sao tiền nhiều nước quá vậy? Cái này để trên. Để đi du lịch luôn. Chia ra đi.